Nam em đi chùa cầu bình an sau khi gây sóng gió điên đảo showbiz Việt. Thời gian gần đây, hậu khôi nam em liên tục gây xôn xao khi công khai mối quan hệ của mình với Trường Giang. Theo đó, người đẹp cho biết mình và nam danh hài đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc. Cô cảm thấy anh là một người rất hiểu tâm lý phụ nữ. Dù phía Trường Giang không hề lên tiếng, nhưng dường như nam em vẫn không hề quan tâm khi lên khắp các mặt báo kể về cuộc tình của mình. Mặc dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng nam em hiện vẫn nhận phải rất nhiều gạch đá từ khán giả và nhiều nghệ sĩ. Họ cho rằng nam em đang cố tình tạo scandal để gây sự chú ý. Mới đây, sau khi khiến cho showbiz Việt được một fan dậy sóng, cư dân mạng bắt gặp nam em đi lễ chùa. Trên trang cá nhân, nàng hoa hậu đăng tải hình ảnh mặc bộ đồ Phật tử, kèm theo đó là dòng trạng thái: những lúc như thế này nên đi chùa để tịnh tâm, tình yêu dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn là con gái đúng không? Sau khi đăng tải dòng trạng thái của nam em đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nam em đang tịnh tâm sau những phát ngôn sốc của mình. Một số khác lại cho rằng người đẹp cố tình đăng ảnh để tiếp tục gây sự chú ý, vì bản thân cô là người tạo ra những sóng gió này. Về phía Nhã Phương, người chịu thiệt thòi nhất trong câu chuyện này dường như rất bình thản. Nếu Trường Giang giữ im lặng suốt những ngày qua, Nhã Phương, người phụ nữ chính thức của Trường Giang ở thời điểm hiện tại, lại liên tục đăng tải những hình ảnh vui vẻ trong chuyến lưu diễn tại Mỹ và sau khi trở về nước. Mỹ Như Việt chỉ trích nam em, Thiên Thúy Vi lại khuyên đề chị xử lý Nhã Phương thế này. Và Lê Trang Trần, Thân Thúy Hà đều đã lên tiếng về ồn ào người thứ ba của nam em. Trong khi đó cũng từng là hoàn cảnh tương tự, Thúy Vi là hiến kế cho Nhã Phương và nam em, khiến cư dân mạng cạn lời. Lùm xùm người thứ ba đáng xấu hổ của nam em đang là scandal gây chấn động showbiz Việt những ngày qua. Ồn ào này đã gây nên luồng ý kiến tranh cãi trái chiều về việc ai là người đáng trách, ai là người đáng thương. Tuy nhiên, dẫu nam em có khóc lóc, kể lể và cho rằng mình là người đau lòng nhất trong câu chuyện này, thì cô cũng không nhận được sự cảm thông của dư luận. Rất nhiều ý kiến chỉ trích đã hướng về phía nam em, ngay cả những nghệ sĩ tên tuổi trong showbiz Việt cũng lên tiếng và cho rằng top 8 2016 đã hoàn toàn sai trong sự việc này. Trang Trần thẳng thắn chỉ trích nam em. Vốn nổi tiếng thẳng thắn và nóng tính, của người mẫu Trang Trần đã dành cho nam em những lời khá gay gắt. Thấy nam em ngoại hình xinh xắn, đóng viên cũng dễ mến, nhưng không hiểu sao lại bắt chấp mọi thủ đoạn như thế. Trên đời này có gã đàn ông nào mà không bị cám dỗ bởi cái đẹp? Thì cô ấy bước chân vào mối tình của Trường Giang khi mối quan hệ của anh ta và Nhã Phương bị gián đoạn. Tình cảm là điều rất khó nói, nhưng cái đầu phải tỉnh. Nam em cứ hỏi mình đau, vậy chắc Nhã Phương không đau. Nhã Phương quá thông minh và dĩ nhiên cô ấy sẽ được hưởng hạnh phúc. Nhưng em dù có nói gì thanh minh cỡ nào thì xã hội vẫn sẽ chửi em, bởi ngay từ đầu em đã sai khi làm người thứ ba, Trang Trần bày tỏ. Đồng quan điểm với Trang Trần, nữ ca sĩ Pha Lê cũng tỏ ra khó chịu với việc công khai làm người thứ ba, phá nát hạnh phúc của người ta. Giọng ca người Hải Phòng cho biết cô chẳng muốn nói đến chuyện này chút nào, nhưng vì cứ liên tục thấy nam em lên báo nhai đi nhai lại chuyện này khiến cho cô phát chán. Trước là chán cho hình ảnh nghệ sĩ, sau là chán cho thân phận đàn bà. Rõ ràng người ta có người yêu rồi mà cứ la vào, xong la làng lên tổn thương là như thế nào? Nếu Trường Giang lừa gạt cô ấy thì không nói, đằng này ông ấy có lừa đâu, Pha Lê cho hay. Không một lời bênh vực cho nam em, danh hài Cát Phượng nhấn mạnh trong sự việc này, lỗi hoàn toàn thuộc về chân dài 22 tuổi bởi khôn nhờ dạ chịu. Nghe cô ta kể về chuyện từng yêu Trường Giang, thật chẳng ra gì cả. Có nói ra nó vô như thế nào thì mình cũng vẫn là con gái, khôn nhờ, dạ chịu. Dù Trường Giang có thả một tí thính, nhưng thân là con gái thì phải biết đó là loại tính gì và cần tránh xa. Bản chất đàn ông luôn thích trắc thính. Chưa kể cô ta còn biết rõ Trường Giang đang quen Nhã Phương mà vẫn cắm đầu lao vào. Giờ lên báo than thở hay trách móc thì được bao nhiêu người hiểu đây? Các Phượng gây gắt bình luận. Về phía nữ diễn viên Thân Thúy Hà, cô cho rằng nam em đang đu bám tên tuổi của Trường Giang để nổi tiếng. Người đẹp nhận định nam em không hề đau khổ khi bị mười khó phù bạc. Thay vào đó, cô thừa cơ hội lợi dụng chuyện yêu đương với anh như một chiêu trò để ngôi lên bằng mọi giá. Trong số dàn người đẹp lên tiếng về thị phi mà nam em đổ xuống showbiz Việt, bất ngờ là bởi Thúy Vi cũng từng là người thứ ba chen ngang vào Mỹ Du và Phan Thành, xong lại lên tiếng bằng một giọng văn rất trịnh thượng. Chia sẻ đường link một bài báo về nam em, Thúy Vi đã chỉnh sửa caption đến 3 lần mới ưng ý. Ban đầu cô gọi nam em là con khùng, sau đó lại nói thích Nhã Phương hơn. Cuối cùng hóa gơ người Cà Mau lại khuyên nam em nên hẹn Nhã Phương ra đánh lộn. Ý kiến của Thúy Vi khiến cho nhiều người nóng mặt. Mọi người đều cho rằng cô không đủ tư cách để lên tiếng trong vấn đề này.
biết bao.